Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866 TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008 Đồng ý thức hoàng trọng Thủy trả lại với quý vị với thời sự thế giới trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo cho rằng đề cập đến tình hình phức tạp ở vùng trung đông thế nhưng hy vọng có sẽ giải quyết được trong thời gian tới điểm đáng chú ý đó thưa quý vị cái người mà đảng mà từng làm việc với ông netanyahu đó thủ tướng do thái hiện nay đó là ông bennett ông natalie bennett này đó Đó quý vị đang nhìn thấy ông mặc áo màu xanh đó là ông bennett đó ông mà lại là mặc dù là một người cực hữu nhưng mà ông đã ngấm ngầm không đồng tình với ông thủ tướng netanyahu trong thời gian qua vì những cái vấn đề mà ông nói rằng anh, anh chị vì quá lâu rồi và cái tầm ảnh hưởng của anh bây giờ làm xấu đi cái bộ mặt của do thái làm mất đi cái thế lực của phía do thái hiện nay trên chính trường thế giới chính vì vậy đã từng là một người ủng hộ cho netanyahu thế nhưng ngày hôm nay bennett lại muốn đi theo mắc quý vị thấy cái sự mâu thuẫn Ông là người Do Thái và cực hữu nhưng lại đồng tình với người Ả Rập trong quốc hội Do Thái. Mà nếu không có thành phần Ả Rập đó, thì đây để chúng tôi gửi đến quý vị bức ảnh này cho thấy. Không có người Ả Rập. Hôm nay họ ngồi xuống và quý vị thấy, ông Bennett ngồi bên cạnh là đảng nhỏ đối lập với chính quyền Do Thái mà lại là Ả Rập. Không có đảng nhỏ này thì cái đảng của ông Bennett không đủ số phiếu cần thiết 51% để lật đổ Netanyahu. Và đây là bức ảnh lịch sử lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua cũng như là bức ảnh lịch sử mà ông Tổng thống Do Thái mặc dù cái chức vụ và Tổng thống của một cái quốc gia mà có thủ tướng đó, nó chỉ là hình thức thôi nhưng mà ông này ông có những cái quyền hạn liên quan đến các hoạt động bầu cử bỏ phiếu ở trong quốc hội mà ông tổng thống của quốc hội đó thưa quý vị lại có quyền đồng tình với cái việc sát nhập với các đảng nhỏ đối lập khác thì chính ông tổng thống Rivlin này cùng với Bennett đồng tình để ký vào văn bản thành lập mà quý vị thấy các đảng nhỏ 1 2 3 4 5 6 7 bảy đảng nhỏ phối hợp với một đảng chung chung miễn làm sao thành lập được 51% túc số cần thiết để loại bỏ Netanyahu. Và ngày hôm nay đó là một cái vấn đề rất lớn để dẫn đến cái tình trạng mà có khả năng giải quyết được. Cái điều mà oái oăm ở đây đó, ông Netanyahu trong cuộc bầu cử cũng gặp khó khăn. Bởi vì nếu mà bầu cử mà không đủ cái túc số trên 51% đó là ông phải đi kiếm các đạn nhỏ. Thì trong thời gian qua đó ông không kiếm được các đạn nhỏ cùng với ông. Cuối cùng thì ông đồng tình với phía Ả Rập mới ghê chứ. Là người đã từng đuổi nhà người ta đi. Bây giờ lại muốn gặp những người này và nói rằng tôi sẽ đồng ý không ký vào các luật và thành lập các luật để đuổi các anh. Thỏa thuận với phía Ả Rập nhưng mà ả rập họ không tin lời ông netanyahu ả rập nói anh là người chịu trách nhiệm cho cái vụ mà chết biết bao nhiêu người ả rập palestine trong thời gian qua tôi không thèm chơi với anh nữa ông họ quay ngược lại và đối với ông benet thì người ả rập họ nghĩ rằng giữa hai người thì mặc dù là Bennett là cái người cực hữu cũng bảo thủ như ông netanyahu nhưng mà sẽ không có những cái hành vi quá đáng như netanyahu thống trị và độc tài như Netanyahu. Chính vì vậy mà họ đồng tình với ông Bennett. Và tin tức mới nhất ngày hôm nay họ tuyên bố là tôi đã đồng ý với phe cực hữu do Thái Bennett để thành lập tân chính phủ mới chiếm đa số. Và điều này có nghĩa là sau 12 năm cầm quyền, Netanyahu thất sủng và quay về với phần tin địa phương thì thưa quý vị vào ngày hôm qua đó cảnh sát ở tại utah đã vừa công bố một cái vụ tai nạn mà họ nói là từ trước đến giờ cũng rất khi ít thấy và đưa ra một cái lời khuyến cáo cho cha mẹ đó là đừng nên để chìa khóa xe ở những nơi mà con nhỏ dễ lấy bởi vì có thể gây ra những cái tai nạn mà xui xẻo là có thể chết người thì à, cảnh sát ở tại utah ở thành phố gọi là west valley city đó thưa quý vị họ nói là 5 giờ sáng ngày hôm qua họ nhận được cuộc gọi là ở trên freeway đó xảy ra một cái vụ tai nạn mà quý vị thấy cái chiếc xe bốn cửa màu đỏ à, đã đụng một cái chiếc xe my truck à, mà khi mà cảnh sát đến nơi đó mở cửa ra thì họ hết hồn bởi vì ngồi ở cái tay lái đó là bé gái có 9 tuổi thôi còn chở bên cạnh là đứa em gái của mình mới có 4 tuổi thôi quý vị thì theo lời cái ông lái cái xe My truck mà bị hai đứa nhỏ nó đụng đó thì ông nói là khi mà đi ở trên đường đó là ông đã thấy cái xe đằng trước đó là nó nó kiểu mà nó lạng lách tùm lum đó thưa quý vị thì ổng nghĩ là cái người lái xe chắc là bị xỉn cho nên là ổng nói là ổng cũng giữ khoảng cách ổng lái ở bên cái cái lane bên phải à, nhưng mà tự nhiên cái xe kia từ cái lane ở giữa cái nó dạt qua bên phải thôi quý vị thì sau này khi mà hỏi đó mới biết là hai đứa nhỏ nó muốn xuống exit cho nên là nó đụng cái xe của ông kia, ông um, lá, lái chiếc xe My truck thì uh, cảnh sát cũng nói là may là hai đứa bé gái này đó có đeo seat belt và cái ông lái cái xe My truck đó vì kéo theo một cái toa rất là to uh, với lại ở lúc đầu ổng cũng thấy cái xe kia hơi lạng quạng cho nên là ổng lái cũng không có uh, nhanh lắm và cho nên may là không có ai bị thương trong cái vụ này thì uh, hai đứa nhỏ nó nói với cảnh sát là à, nó ở cái thành phố là West Jordan thôi quý vị từ West Jordan mà lái đến West Valley City là hai đứa nó đã lái được 10 dặm thì ban đêm đó cha mẹ đang ngủ thì đã lén lấy cái chìa khóa và leo lên xe mà đứa bé gái 9 tuổi thôi mà nó miết đề máy xe và nó lái cả một cái quãng đường xa như vậy và còn lên được freeway nữa à, thì cảnh sát hỏi lý do vì sao thì à, hai đứa bé gái nói là muốn đi đến biển của Cali để mà tắm biển Thưa quý vị, từ West Jordan mà đi đến Cali phải cách đến 700 dặm lận. Thì bây giờ cảnh sát khuyến cáo là quý vị cũng nghe là với à, hồi 6 tháng trước đó cũng có chuyện là một bé trai ở Utah cũng leo lên xe và lái cũng nói là muốn đi đến Cali, nhưng mà hên là trong cái vụ đó bé trai nó lái chưa có được bao lâu thì được người ta nhìn thấy và người ta gọi cảnh sát. Thì bây giờ thêm một cái vụ này nữa. ở tại Trung Quốc ngày hôm nay Ngân hàng Trung ương và Quỹ Dự trữ của Trung Quốc họ đã bắt đầu hơi lo bởi vì với cái tình trạng mà sau mùa đại dịch và à, cái thâm hụt mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng cao đó và đồng thời giá cả lên rồi lạm phát lên đã khiến cái trị giá của đồng yuan bắt đầu mạnh hơn đồng Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ. Mà quý vị biết đó, hoa kỳ đã từ xưa tới giờ từ thời ông bush cho đến giờ phút này clinton luôn nữa là thường xuyên có những cái mâu thuẫn và tranh chấp với trung quốc bởi vì anh mỹ đó anh muốn bán hàng vào trung quốc càng ngày càng nhiều trong khi mua hàng trung quốc quá nhiều bởi vì giá rẻ lúc trước đây đó quý vị nhớ đó lúc mà mình những ai mà đi du lịch trung quốc ngày xưa khá nhiều cái chuyến du lịch năm 2000 và sau đó đó rất nhiều người Việt Nam đi Trung Quốc chúng ta hưởng bởi vì một đồng đô la đổi được 8 yuan 10 yuan Trung Quốc được thá hồ mà sai bởi vì đồng đô la mạnh đồng đô la mạnh đó thì anh Trung Quốc ảnh hưởng lợi rất lớn bởi vì đồng yuan nó rẻ mua hàng Mỹ và hàng Mỹ khi mà cái trị giá đồng yuan nó nhẹ đó thì hàng Mỹ rất khó bởi vì quý vị thấy đó, người Trung Quốc nói trời ơi tôi cầm một đô la mà tôi đổi tới 8-10 tới yuan lận Mà cái đồng, đồng đô la này nó cao quá đây, Cho nên mua hàng nó đắt Đó là lý do mà thâm một mẫu dịch rất nhiều Hàng Mỹ khó bán ở Trung Quốc Đó là lý do mà phía Hoa Kỳ muốn áp lực Để cho Trung Quốc phải thả nổi đồng nhân dân tệ Thả nổi có nghĩa là Anh phải tùy theo cái hoạt động của thị trường Mà anh Trung Quốc anh rất là khôn Anh luôn luôn có cái hành vi đó thưa quý vị Để đè cái đồng yuan không cho nó ngóc đầu lên để làm sao để giữ được cái cán cân mậu dịch mà có lợi cho phía trung quốc tuy nhiên không thể nào giữ được cái tình trạng này hoài được thì tin tức mới nhất ghi nhận được đó cái đồng nhân dân tệ bắt đầu tăng dần tăng dần và nhìn lại cái hối đoái với hoa kỳ đó đồng đô la mỹ giảm dần giảm dần giảm dần và như vậy có nghĩa đó là nếu mà hàng mỹ nhập vào trung quốc đó thì người dân trung quốc sẽ mua được hàng Mỹ nó dễ hơn bởi vì cái tiền của Trung Quốc ngày hôm nay nó mạnh lên. Nhưng mà đối với ngân hàng Trung ương, ông Tập Cận Bình ông không thích cái điều này. Bởi vì điều đó có nghĩa đó, hàng Trung Quốc làm ra càng ngày càng đắt hơn. Thì người Trung Quốc sẽ nói, ủa nếu mà tôi mua hàng Mỹ mà đắt hơn chừng 5-10 đồng, thì tôi mua hàng Made in USA, tôi mua Made in China anh chí, phải không ạ? Ở Mỹ thì cũng có lợi nữa. Người Mỹ ngày hôm nay nếu mà cái tiền mà đồng duyên nó lên, nó hàng Trung Quốc nó lên, người Mỹ cũng sẽ cân nhắc uh, Made in USA đắt hơn hàng Trung Quốc có 10 năm 10 đồng thôi. Thôi mình mua Made in USA, mình vừa ủng hộ nước Mỹ, mình vừa chống Trung Quốc nữa. Đó là điểm mà Trung Quốc ngày hôm nay đang rất quan tâm từ quý vị và là một điểm lợi rất lợi cho đồng đô la Mỹ. Một khi đồng đô la Mỹ giảm xuống ở thị trường thế giới thì điều đó cũng có nghĩa là hàng Mỹ cũng dễ dàng hội nhập vào cái thị trường chợ búa của của thế giới hơn nữa. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin này ngay sau phần quảng cáo.